Mấy chị em có công nhận là bây giờ tụi mình sướng quá không? Vừa mới hết Tết một phát là tới liền 14 tháng 2 nè, xong rồi 8 tháng 3. Toàn là những cái dịp để cho người khác có thể chiều chuộng bản thân của mình không à. Còn ai mà chưa có ai để chiều hết thì cũng không sao. Đây cũng sẽ là một cái cớ để mọi người tự yêu thương, tự chăm sóc bản thân của mình. Như vậy thì bây giờ tôi đố mấy bà là dựa vào đâu để mà đo lường được cái mức độ yêu bản thân của mỗi người? Nhìn vào da chứ vào đâu nữa, tại vì skincare is self-care. Bây giờ nhân tiện đầu năm chúng ta buông chuyện skincare tứ phương một xíu nha. Sẽ lấy điển hình hai nước bạn đình đám trong làng skincare, đó chính là Hàn Quốc với lại Nhật Bản. Khi mà nhắc đến skincare của Hàn Quốc thì mọi người sẽ hình dung liền một cái cô gái người Hàn da căng bóng soi gương được luôn. Còn trong khi skincare kiểu Nhật á, thì sẽ kiểu là fresh từ bên trong á. Cảm giác giống như là trẻ hóa không tuổi tác vậy đó mọi người. Cá nhân tôi năm nay đã U40 rồi, cho nên là cái trường phái skincare Nhật Bản cũng có phần hấp dẫn tôi hơn. Nhất là cũng trộm vía tôi đã từng được xài qua rất là nhiều các sản phẩm skincare Nhật Bản lớn nhỏ khác nhau, từ phân khúc giá cao cấp cho đến bình dân. Nhưng mà thật sự là trong skincare của Nhật á, chỉ cần những cái sản phẩm vừa túi tiền thôi là cũng đủ đem lại cho mình những cái trải nghiệm rất là tốt rồi. Cho nên trong video ngày hôm nay Trinh sẽ chia sẻ với mọi người một cái bộ sản phẩm như vậy nha. Rồi, bây giờ đầu tiên phải nói đến đâu là cái bí quyết dưỡng da hàng đầu của người Nhật Bản. Tưởng là phức tạp nhưng mà đơn giản không tưởng luôn mọi người. Chỉ xoay quanh những cái công dụng là cấp ẩm nè, dưỡng trắng nè, và không kém phần quan trọng đó chính là chống oxy hóa. Và cả ba tiêu chí này đều gói gọn trong một cái box sản phẩm limited edition của nhà Melano CC, thương hiệu dưỡng trắng da hàng đầu Nhật Bản trực thuộc tập đoàn Roto. Mà cái tên hộp quà cũng rất là đặc biệt nha mọi người. Xóa bỏ vận đen, da thêm rạng rỡ, rất là hợp với không khí đầu năm ai cũng muốn đẩy lùi hết đen đuổi, khởi động làn da sáng khỏe cho cả năm tươi tắn. Nhìn cái box như là một quyển sách tarot luôn mọi người. Mở ra nó vừa thơm mà nó vừa huyền bí, với các biểu tượng nào là mặt trăng, nào rồi mặt trời. Và lá bài trên box được chính là The Source, với biểu tượng là em Accent tinh chất dưỡng trắng số 1 Nhật Bản suốt 5 năm liền. Ý mà tí nữa bị cái lá bài này làm mộng bị quên luôn cái nhân vật chính của chúng ta. Đây, bộ 4 sản phẩm với một cái thành phần chủ chốt là vitamin C, vốn là một cái chất chống oxy hóa cực kỳ mạnh, đã hỗ trợ dưỡng sáng, mờ đốm nâu và ngừa lão hóa. Ngoài ra thì còn có vitamin E, chiết xuất hạt truyền Katsumadai và rất nhiều các cái thành phần dưỡng ẩm khác, thỏa mãn hết tất cả những cái tiêu chí dưỡng da của người Nhật mà Trinh có đề cập ở trên. Đầu tiên trong skincare routine thì có phải là bước làm sạch không? Sau đó thì sẽ tới bước cấp ẩm. Ở đây chúng ta có một cái em lotion của nhà Melano CC mà người Nhật họ dùng thay cho toner từ lỏng cho đến sệt luôn, để mà cấp thêm độ ẩm tức thì ngay sau bước làm sạch. Mọi người chỉ cần cho trực tiếp từ 4 đến 5 giọt ra lòng bàn tay, sau đó sẽ áp và vỗ lên mặt trong tầm khoảng cỡ 10 giây để giúp da được mềm mịn và hấp thu dưỡng chất phía sau được tốt hơn. Ngoài ra mọi người còn có thể tận dụng em này làm lotion mask cực kỳ tiết kiệm luôn. Trinh cũng rất là hay dùng em này đắp lotion mask, đặc biệt là cho vào hai bên vùng cánh mũi nè, hoặc là hai bên má trước khi mà mình make up á, để giúp cho cái lớp nền của mình nó được mướt mát, nó không bị mốc và nó còn có phần tươi tắn hơn nhờ vào những cái thành phần dưỡng sáng chứa trong này. Tiếp theo là tới bạn tinh chất Accent. Trinh cực kỳ thích cái thiết kế luôn, dạng tuyết nhỏ gọn có thể mang đi khắp mọi nơi, cùng với cái đầu vòi lấy sản phẩm cực kỳ bé luôn, để cho nó hoạt động theo một cơ chế là chống không cho không khí hút ngược vào bên trong, bảo quản cái chất vitamin C nguyên chất không bị oxy hóa. Melano CC Accent với cái công nghệ thẩm thấu độc quyền giúp đẩy nhanh tinh chất vào sâu trong da, tương đương với khi mọi người sử dụng máy đẩy tinh chất vậy đó. Chất Accent thì khá là mỏng nhẹ, mỗi lần mọi người dùng chỉ cần lấy tầm khoảng từ 4 đến 5 giọt thôi. Ban đầu thì sẽ có cảm giác là hơi ấm ấm với lại hơi dầu dầu một xíu, nhưng mà mọi người chỉ cần lưu ý vỗ đều khắp mặt, tập trung nhiều ở những cái vùng da mà tối màu nè, kiên trì dùng từ 4 đến 5 tuần thì sẽ thấy cái hiệu quả mờ thâm khá là tốt, đặc biệt là cảm nhận cái vùng da của mình nó sáng hơn, đều màu hơn. Em này thì sẽ hợp với đại đa số mọi loại da nè, dùng buổi sáng kết hợp với kem chống nắng để mà tăng thêm cái hiệu quả giúp mờ đốm nâu và bảo vệ da trước tia UV. Sau cái bước Accent thì các bạn da khô nên khóa ẩm bằng cái em gel cùng dòng này. Dung tích siêu to khổng lồ 100g, xài được rất là lâu. Trinh rất là thích cái kết cấu của em này, dạng gel nó lên da nó mát và nó thấm rất là nhanh, không có bết rít một chút gì luôn. Da dầu thì có thể dùng cái em Accent này vào buổi sáng, xong rồi cái em gel này vào buổi tối. Đặc biệt là mọi người có thể bôi một cái lớp nó dày hơn như là kiểu mặt nạ ngủ, tại vì trong này ngoài hai cái thành phần vitamin C dưỡng sáng thì còn dồi dào rất là nhiều các cái chất cấp ẩm, mà dung tích tận 100g nữa, tha hồ bôi, cộng thêm một cái mùi cam chanh rất là dễ chịu, giúp thư giãn trước khi đi ngủ. Sẵn nói về skincare buổi tối thì mọi người còn một option nữa là mặt nạ giấy. Ở đây Trinh có một cái túi 28 miếng là cái phiên bản mới năm 2022, thay cho cái phiên bản cũ mà 20 miếng đựng trong hộp nhựa. Thiết kế miệng túi zip cho nên bảo quản cũng rất là dễ. Trinh recommend là mọi người cho cả túi vào trong tủ lạnh luôn, mỗi ngày lấy một miếng ra đắp. Chất mask nó rất là dày dặn để mà giữ chặt được dưỡng chất, cộng thêm cái nhiệt độ lạnh trong tủ lạnh đó, nó sẽ tạo cảm giác sảng khoái và hỗ trợ thu nhỏ lỗ chân lông. Bình thường thì một tuần mọi người đắp tầm khoảng từ 3 đến 4 lần, còn ai mà muốn
muốn tập trung dưỡng sáng thì mỗi ngày mọi người đắp một miếng cũng được luôn. Đối với các bạn da khô thì đắp xong có thể khóa ẩm bằng cái em gel nha. Tính ra điểm lại thì bản thành phần của nhà Melanocytin nó khá là fresh, kiểu chiết xuất với vitamin tự nhiên không mà, cho nên là mọi người có thể xài 4 cái sản phẩm này trong routine hàng ngày sáng tối để mà cải thiện đốm nâu, dưỡng sáng an toàn mà không có sợ cháy túi vì giá quá là hợp lý. Chỉ lưu ý một chút cho những bạn mà bị nhạy cảm với hương liệu thì nên test trước ở cái vùng da gần cằm nha. Nhớ follow fanpage của nhà Melanocytin để có cơ hội nhận nguyên một cái box quà phiên bản giới hạn này nha. Mọi người sẽ không có cơ hội mua em nó ở đâu được đâu. Đầu năm thử vận may của mình xem như thế nào nha. Chúc mọi người may mắn.